Các bạn thân mến, bây giờ mình lại tiếp tục bài giảng phần trước của chúng ta để thầy ôn lại cho chúng ta cái phần bài hôm trước để tiếp tục như vậy để cho các em có một cái sự nắm bắt được gợi lại so với trước Tết, bởi vì trước Tết là chúng ta nghỉ cũng quá lâu. Đấy. Chúng ta nghỉ lâu thì dẫn đến là nó sẽ kiến thức nó sẽ bị mai một. Thế bây giờ ta đi chứng minh cái bổ đề vừa xong. Chứng minh cái bổ đề thứ nhất là chứng minh luật hợp. Đi ta đi chứng minh. Chứng minh là nếu x xác định y phẩy x xác định z phẩy thì ta có x xác định yz. Đó. Thế thì chúng ta chứng minh là từ x xác định y ta dùng luật tăng trưởng. Luật tăng trưởng ở trước đấy thì chúng ta sẽ có là x xác định xz xy được chưa? Đấy. Rồi từ x xác định z từ x xác định z ta cũng dùng luật tăng trưởng grow. Thì ở grow ở đó thì chúng ta sẽ có luật tăng trưởng là luật tăng trưởng thì chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta làm tiếp là từ đó thì chúng ta sẽ có x xác định gì, xác định thầy viết lại thì ta sẽ có là xy xác định là yz yz. Cuối cùng thì chúng ta sử dụng luật bắc cầu. Luật bắc cầu thì chúng ta sẽ có là x xác định xy. Luật bắc cầu của chúng ta là break. Cái cầu brick, xin lỗi thầy đọc, thầy đọc một đằng nhưng mà thầy viết nó tiếng Anh nó cũng chưa được chính xác lắm. Đấy, gọi là brick rule. Brick rule thì chúng ta sẽ có luật bắc cầu, ta có xy và ta lại có là xy lại xác định là x gì xz. Cái này là do giả thiết. Này. Từ đó chúng ta suy ra là x xác định gì yz. Này. Cái này khi mà câu hỏi thi là chúng ta bắt chứng minh thì chúng ta phải chứng minh như này nha. Đấy là chúng ta đã chứng minh xong câu A nhỏ. Bây giờ chúng ta sang chứng minh câu B. Câu B là chứng minh luật tựa bắc cầu. Các bạn có thể tua và đưa nó lên trên này nhá. Các bạn ghi xong cái này rồi thì các bạn nhớ pâu lại các bạn ghi để thầy chứng minh tiếp. Để chứng minh tiếp cái phần này thì chúng ta sẽ có như sau. Từ x xác định y dùng luật tăng trưởng chúng ta thêm w vào hai bên. Ta mở ngoặc ra là sử dụng luật tăng trưởng. Thì chúng ta sẽ có là W
x sẽ xác định là w y. Dùng luật Bắc cầu, dùng luật Bắc cầu cho x w xác định là w y, thì từ đó các em sẽ suy nghĩ và cứ nhà từ cái này nhá, và w y xác định z, thì chúng ta sẽ suy ra là WX sẽ xác định gì? Định Z. Đấy là chứng minh xong. Phần C, vì Z con của Y, Z là con của Y nên theo luật phản xạ đúng không? Nên theo luật phản xạ, theo luật phản xạ thì chúng ta sẽ có theo luật phản xạ này, và dùng đây cái này là theo luật phản xạ thì chúng ta có là y xác định gì? Z, tức là cái to sẽ xác định cái con được chứa trong nó, các em chú ý nhá, tức là cái thuộc tính con này nó nằm trong một cái tập thuộc tính lớn y, thì lúc đó y sẽ để xác định z. Ta lại dùng luật Bắc cầu, ta lại dùng luật Bắc cầu với dùng luật Bắc cầu thì chúng ta lại có là y x xác định y chấm phẩy y xác định z, thì suy ra x xác định gì? Z. Đấy, một cái hệ quả chúng ta suy ra hệ quả là x sẽ xác định ai với mọi ai thuộc cái y lớn. Đây gọi là luật tách, chúng ta ghi là tách. Đấy. Đấy, chúng ta suy ra như vậy. Và bây giờ người ta sẽ định nghĩa cho chúng ta gọi là bao đóng, chúng ta ghi cho thầy bao đóng, từ này bao đóng nhá, bao đóng là close, bao đóng. Bao đóng thì nó sẽ được định nghĩa như sau, gọi F là tập các phụ thuộc hàm, F là tập các phụ thuộc hàm trên các tập thuộc tính của U nha, trên cái U này. Đấy, chúng ta ghi rõ như vậy. Và chúng ta sẽ có x là con của U, con của U x cộng sẽ bằng cái gì? Bằng những cái a sao cho x xác định a thuộc F cộng. Đó. F cộng là các gì? Các phụ thuộc hàm được suy diễn từ từ F, đều có thể suy diễn từ F, thì logic từ F thì chúng ta sẽ có như thế này. Và bây giờ chúng ta sang bổ đề tiếp theo là bổ đề 3. Đó, chúng ta sang bổ đề 3 nhá. Các em nhớ cái định nghĩa này cho thầy, x cộng bằng các a
bằng các AI, sao cho AI thuộc F. Đấy, em nhớ này cho thầy. Và nó cũng có thể là A lớn AI gì đấy, nhưng mà nó thuộc F cộng để bằng các AI mà X suy diễn ra từ F. Bồ đề X xác định Y suy dẫn từ hệ tiên đề am tròn từ hệ tiên khi và chỉ khi là y thuộc x cộng. Tức là các em nhìn thấy là x cộng được định nghĩa ở trên đây thì nó là tập các thuộc tính mà từ đó nó suy ra các y con thuộc f cộng đấy, và từ đó ta lại có x mà suy ra cái này thì y phải thuộc x cộng. Ta chứng minh cái này là cái mới nha các bạn nha, cái này cái mới vì hôm trước thầy mới dạy đến đây đúng không. Giả sử là chúng ta có y bằng a một phẩy a hai phẩy a n với a y là các thuộc tính a là các property đấy, là các thuộc tính của nó. Thì và ở đây là chúng ta sẽ có y thuộc x cộng đấy, để thầy kéo rộng cái màn hình ra nữa đúng không. Rồi bây giờ các em sẽ ghi cái này vào để thầy xóa tiếp để thầy viết nhá. Thầy xóa tiếp để thầy viết. Rồi bây giờ chúng ta cho bằng vào đây và chúng ta sẽ chứng minh từ định nghĩa của x cộng, từ định nghĩa của x cộng thì ta có là x xác định AI. Luật này là luật tách đúng không? Và chúng ta suy ra là sử dụng luật hợp, tức là combine nó lại ấy. Thì chúng ta với mọi y thì chúng ta suy ra luật hợp nhá. Với mọi y thì chúng ta suy ra là x xác định gì? Xác định y. Đấy, ngược lại invert invert thì chúng ta suy ra là ta có x xác định y và các AI thuộc y, do đó chúng ta sử dụng luật tách. Thì chúng ta có là y xác định x cộng. Đấy. Định lý tiếp theo. Định lý thứ nhất. Định lý 1 là hệ tiên đề am trong đúng và đầy đủ. Hệ tiên đề am cho đúng, được correct và đầy đủ, full. Đấy, đúng và đầy đủ, nó correct và and full, tức là nó sẽ đúng và đầy đủ.
các bạn chú ý như thế cho thầy. Thì cái định lý này chúng ta không cần chứng minh vì nó đã là đúng rồi và đầy đủ rồi qua các phần chứng minh trên. Bây giờ chúng ta đi tính thuật toán là việc tính bao đóng. Chúng ta sang phần tiếp theo là tính toán bao đóng. Tính toán bao đóng, việc đi chúng ta đi tính toán bao đóng tức là tính F cộng này. Thì việc tính toán F cộng cực kỳ là khó và tốn kém, bởi vì chúng ta đi tính thì không biết bao nhiêu cái F mà nó sẽ sinh ra. Đấy, bây giờ thầy lấy ví dụ. Ví dụ ta có F bằng A xác định gì? B1 phẩy A xác định B2 phẩy chấm chấm A xác định BN. Đấy. Thì lúc đó chúng ta đi tính cái bao đóng này là rất là khó. Tính bao đóng. Là khó. Difficult tức là nó rất là khó. Cực khó luôn. Vậy tại sao thầy chỉ ra nhá? Từ đây thì chúng ta suy ra là A có thể xác định là B1, B2, rồi A xác định là B1, B3, rồi A xác định B1 để đến B4 chấm 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 A xác định gì? B1, BN. Xong lại A xác định gì? B1, B2, B3. Rồi tiếp tục A xác định B1, B2, B4. Cứ như thế thì nó gì? Vô cùng lớn đúng không? Tức là chúng ta phải lặp đi lặp lại rất là nhiều. Và lúc đó thuật toán của chúng ta sẽ có là 2 mũ N tập con của Y. Đấy. Tức là mỗi một lần như thế thì nó rất là lâu. Nó lặp đi lặp lại giống như ở trong tổ hợp hay là trong trong chúng ta học đã học thuật toán là tổ hợp hoán vị rồi trình hợp vân vân thì nó thuộc vào cái dạng này. Và lúc đó tính việc tập con nó tính rất là lớn. Vì vậy thì người ta không sử dụng thuật toán này để tính và người ta phải đi để người ta đi tính là tập x. Tức là chúng ta đi tính tập x cộng. Đấy, bởi vì x kia nó tính rất khó, à y cộng tính khó, người ta đi tính x cộng. Tập tính x cộng thì nó nhanh. Ví dụ ở đây phương pháp tính phương pháp nhá, các em chú ý cho thầy. Phương pháp là đầu tiên là vào, tập vào hay mà ngoặc ra là input. Đấy, tập input của chúng ta thì chúng ta vào là cho x0 bằng x. Tập ra ra thì là x cộng nha, vào input này. Input là tập u. Đây là u. Ra là x cộng là output. Đó. X0 bằng x. Đây là một, tức là thuật toán ở đây dưới dạng giả lập nhá. Ở 2 này là x y cộng 1
thì sẽ bằng xy hợp với a sao cho tồn tại x xác định z thuộc f, sao cho tồn tại x thuộc z này và a thì thuộc z phẩy y thì thuộc xy, y thuộc cái gì, vì là x bằng x0 thuộc u mà u là hữu hạn đấy, chỗ này nó hơi khó viết, u là hữu hạn u là hữu hạn thì đến một chỉ số y nào đó thì đến một chỉ số y nào đó thì x cộng sẽ bằng xy. Đây đây là cái thuật toán như vậy. Bây giờ thầy sẽ cho ví dụ. Ví dụ nhá, các em theo dõi ví dụ này. Ví dụ ở đây cho f là các phụ thuộc hàm sau. Cho f là function dependent. Đấy, ta có sẽ có a b xác định c chấm phẩy d xác định eg a c d thì xác định b. Đấy, cho tiếp tục nha, bởi vì việc đó thì nó rất là gì, chúng ta làm cái tính cái x0 này, x x bằng x0 này rất dễ hơn là đi tính phụ thuộc hàm. Và c xác định a chấm phẩy be thì xác định c chấm phẩy ce xác định ag đó, bc xác định d và cg thì xác định bd. Đây cho từng này, bây giờ ta đi tính thì tính x cộng được chưa các em? Rồi đầu tiên thầy lấy x, thầy lấy x0 nhá bằng cái gì, thầy lấy x0 bằng bd, bằng bd bd đây bd đây đúng không, chọn phụ thuộc hàm chứa vế trái nhá mà chứa b hoặc d hoặc bd, ta chọn phụ thuộc hàm select function dependent include b or d, tức là chúng ta chọn những cái đấy. Đấy, thầy vừa nói tiếng Anh nhé để cho cả các bạn nước ngoài bạn có thể hiểu được. Select function dependence include b or d or bd. Thế thì chúng ta sẽ chọn như thế. Vậy thì chúng ta nhìn vào vế trái có chứa b và d hoặc bd thì chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta sẽ chọn cái gì nhỉ? Chọn đi eg đây. Đặt chọn. Chọn nha, đi xác định eg.
đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ có x0 sẽ bằng là gì? B đi hợp thêm AG. Đó. Tìm phụ thuộc hàm chứa trong cái x1, cái này là x1 nhá. X1 bằng x0 ấy. Thêm, tức là ở đây chúng ta sẽ bằng x0 hợp thêm với gì? Với AG. Được chưa? Rồi. Ta sẽ có là x2 thì sẽ bằng x1 hợp với gì nhỉ? Bây giờ AG ở đây, AG chứa trong x1 thì chúng ta sẽ có là ta tính nhá, hợp với chúng ta nhìn xác định ở đây, nhát ra đây ta sẽ có là D ra AG. Và tiếp theo là BE thì ra C, đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây BE ra C, D ra EG, đúng không? Vậy thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ nhìn thấy là ta sẽ có x3 sẽ bằng BEG và C. Đấy. Và thêm EG nữa. Thì EG có trong đây rồi. Và cuối cùng ta sẽ có là x3 bằng tiếp x4. Đấy, bằng tiếp x3 bằng x4 này. Tức là thêm vào nữa thì nó lấp đầy luôn. Và từ đó chúng ta sẽ có là x cộng sẽ bằng BD cộng. Đấy. Và bằng tất cả các thuộc tính A, B, C, D, E, G. Đó. Đây là thuật toán tính x cộng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có định lý. Định lý thứ 2. Thầy xóa tạm phía trên đi nhá. Xóa tạm trên hoặc mở rộng nhỉ? Thôi xóa tạm mở rộng ra đi. Tạm mở rộng ra nhé cho chúng ta dễ làm. Rộng bảng này. Đấy, bây giờ chúng ta ghi cho thầy. Định lý 2 là thuật toán này là đúng. Thuật toán tính x cộng là đúng. Đó. Tức là cái cách mà đi tìm x cộng là đúng. Thì chứng minh ở đây người ta chứng minh bằng quy nạp. Minh bằng quy nạp. Bước 1, bước cơ sở. Bước 1. Bước 1 đúng là đúng luôn. Vì A thuộc X. Rõ ràng là x sẽ phải sinh ra A. Đấy. Bước quy nạp giả sử đúng với
giả sử là đúng với J trừ 1 bước là đúng, ta cần chứng minh, đúng cho bước J, cần chứng minh là đúng cho bước J. Tức là khi chúng ta thêm xy vào thì a thuộc x cộng, đúng không? Tức là thêm xy vào thì a sẽ thuộc x y xz. Thầy đang nói là gì nhá, thì xz đúng theo xz. Nó sẽ được chứa trong, và xz sẽ chứa trong x cộng. A sẽ là một phụ thuộc hàm đưa vào. Thật vậy. A thuộc z. Y xác định z. Đấy, tức là a thuộc z rồi thì y xác định z. Đúng không? Và cái này là thuộc gì? Thuộc f. Cả cái phụ thuộc hàm này thuộc f. Và y thuộc xz trừ 1. Y thì lại thuộc gì? Thuộc x z trừ 1. Đấy. Theo áp dụng thuật toán bắc cầu, đã áp dụng toán bắc cầu, áp dụng thuật toán bắc cầu, x xác định y phẩy y xác định z thì ta có là x xác định z, đúng không? Rồi z xác định a, và theo luật phản xạ thì chúng ta x xác định a là theo luật phản xạ, ở cái này theo luật phản xạ thì suy ra đó là chúng ta sẽ có là z xác định a, vậy thì sẽ có là x xác định a. Đấy, theo luật bắc cầu. Đúng không? Và do đó a thuộc sẽ thuộc x cộng. Đấy. Thế là thầy đã chứng minh xong. Và bây giờ chúng ta sẽ sang một phần mới tiếp theo. Thì xóa chỗ này đi nhá. Đấy, các em nhớ là tua lại để chúng ta xem. Rồi. Đây, thầy lên trên đầu bảng nhé. Lên đầu bảng. Bây giờ chúng ta sẽ sang phủ của phụ thuộc hàm. Chúng ta ghi. Phần tiếp theo là chúng ta ghi phần mấy nhỉ? Trong sách giáo khoa của các em, phần này nó sang phần 3 lớn. Ba la mã phụ của phụ thuộc hàm, thầy viết tắt thôi. Phụ của phụ thuộc hàm, thế thì một cái phụ của phụ thuộc hàm thì chúng ta sẽ hiểu như sau. Ta gọi f và g là tập của các phụ thuộc hàm, nói rằng f và g tương đương nếu f cộng bằng g cộng. Tức là chúng ta ghi gọi f và g là hai tập của gì? Của phụ thuộc hàm nếu f và g, nếu f và g gọi là tương đương
hay còn gọi là tương đương, dấu tương đương như này, thì F cộng phải bằng G cộng. Đó. Tức là F cộng và G cộng là những phụ thuộc hàm, nó là tập các phụ thuộc hàm được suy diễn từ, được suy diễn theo bổ đề Armstrong và được suy dẫn từ F, và nó được, thế thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ kiểm tra phụ thuộc hàm của G có bằng phụ thuộc hàm của F không và của F bằng G không, thì ta nói là hai cái phụ thuộc hàm này sẽ bằng bằng nhau nếu F mà khác với G, F cộng khác với G, thì ta nói là F và G không tương đương. F và G sẽ không tương đương. Đó. Đấy là phần mà chúng ta nói về phụ của nó. Bây giờ chúng ta sang một cái bổ đề cuối. Bổ đề cuối. Bổ đề như sau. Chúng ta ghi bổ đề 4. Bổ đề 4 nhá. Bởi vì chúng ta làm như này thì chúng ta mới hiểu được để mà phân tích thiết kế design database được tốt được, nếu không là các bạn không làm được đâu, và lúc đó nó sẽ rất là lơ mơ. Bổ đề được phát biểu như sau: mỗi tập các phụ thuộc hàm F đều được phủ bằng tập các phụ thuộc hàm G, và vế phải của các phụ thuộc hàm đó bao gồm không quá một thuộc tính. Tức là nếu chúng ta ghi mỗi tập của phụ thuộc hàm F đều đều được phủ chúng ta hiểu nha, phủ đây có nghĩa là ven hết các tập phụ thuộc hàm thì người ta gọi là phủ, đều được phủ bằng bằng tập các phụ thuộc hàm, chú ý từng câu chữ nha, tập các phụ thuộc hàm mà vế phải các phụ thuộc hàm đó bao gồm không quá một thuộc tính. Đó. Tức là không lớn hơn một cô pơ ti, không quá một cô pơ ti. Đây, chúng ta ghi cái định lý này và bây giờ chúng ta chứng minh. Các em nhá, thầy cắt nhỏ clip ra để cái video nó không bị treo. Và thầy chứng minh xong cái này thì chúng ta sẽ sang, chúng ta ghi gọi chứng minh nhá, gọi G là tập các phụ thuộc hàm gọi G là tập tất cả các phụ thuộc hàm x xác định A sao cho đấy. Khi mà viết điện tử này viết một cái là bám vào luôn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể học được. Sao cho với mọi
xác định y thuộc f, xác định y thuộc f thì a thuộc y, tức là x xác định y thuộc cái f này này thì a là con của y, a là con của y thì chúng ta suy ra là gì, x xác định y nhỏ à, xác định a, luật này là luật gì, luật tách separate rule, tức là luật là đấy, nó chia ra nhỏ như thế, đúng không các em? Do chúng ta có g lại thuộc gì, thuộc f cộng, g thuộc f cộng. Ngược lại đây là chúng ta tách ra nhá, thì đây mỗi cái thuộc tính con a đây là thuộc tính, chỉ có một thuộc tính thôi thì nó được tách ra và x suy ra. Vậy thì chúng ta thấy là từ một cái phụ thuộc hàm nó sẽ phủ bao phủ được các phụ thuộc hàm con, giống như là một trung ương quản lý một tỉnh, tỉnh thì lại quản lý các huyện các xã, và hợp của các xã lại trở thành tỉnh, đúng không? Thì nó là chúng ta hiểu nôm na là như vậy đấy. Thì bây giờ ngược lại đấy, thầy nói như thế là các em hiểu rồi nhá. Ngược lại ta có f thuộc gì, thuộc g cộng, nếu chúng ta có y là tỉnh bằng các huyện, đúng không, bằng a1 a2 chấm chấm đến an, thì chúng ta sẽ có x xác định y do x xác định a1, x xác định a2, vân vân, x xác định an, đúng không, a3 chấm chấm chấm, x xác định đến an, đúng không các bạn? Và từ cái này chúng ta suy ra là gì, là x xác định gì, định y. Đó, được chưa các em? Rồi đến đây là thầy đã chứng minh xong rồi nhá. Vậy chúng ta sẽ kết thúc bài ở đây, và thầy sẽ dạy tiếp bài này vào video tiếp theo để chúng ta rõ ràng hơn. Thầy xin thân ái chào các em.